An mến chào tất cả anh chị em và các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng An vào bếp để tìm hiểu công thức bánh quy dừa hạnh nhân nhé. Trước tiên, dây sẵn các nguyên liệu. 250g bột mì đa dụng, 70g tinh bột bắp, 50g bột hạnh nhân, 7g bột nở, 3g muối. Chỉ cần một vài nguyên liệu cơ bản, cách làm đơn giản, các bạn hoàn toàn có thể tự tay làm ra những chiếc bánh vô cùng thơm ngon và hấp dẫn. Dây xong, để qua một bên chút xíu nữa dùng. Đây là loại bơ lan li bờ mà An hay sử dụng để làm các loại bánh. Ở Việt Nam các bạn có thể dùng bơ Anchor hoặc bơ President. An dùng 250g bơ lạt, bơ để nhiệt độ phòng cho mềm nha. Thêm 180g đường bột. Dùng máy cầm tay, đánh khoảng 3 phút cho bơ đường bông nhẹ và chuyển sang màu vàng nhạt. Cho vào lần lượt 2 quả trứng, đánh cho hòa quyện. Tiếp theo thêm vào từ 150g dừa sấy khô, đánh đều. Bây giờ các bạn có thể chuyển sang dùng phới dẹt trộn bột, hoặc có thể dùng luôn máy cho tiện. Nhưng nếu dùng máy thì các bạn cũng phải trộn bột sơ sơ để khi đánh, bột không bị bay mù mịt nha. Chia nhỏ hỗn hợp bột đã dây làm 3 đến 4 lần, cho vào từ từ rồi trộn đều lên. Nếu các bạn ở những nơi có thời tiết nóng, khi trộn bột xong, cảm giác bơ bị chảy, các bạn có thể bọc âu bột lại, cho vào tủ lạnh 30 phút trước khi tạo hình cho bột hơi cứng lại nhé. Chuẩn bị 100g hạnh nhân cắt lát. Dùng tay, bẻ hạnh nhân nhỏ ra một chút, không bẻ nát. Dùng thìa cà phê lấy bột, tạo hình thành những viên tròn nhỏ. Lúc này các bạn nhớ làm nóng lò nướng 180 độ C nha. Lăn 1/2 viên bột vào hạnh nhân. Đặt lên khay có lót giấy nến. Nhớ chừa khoảng cách để khi nướng, bột nở ra không bị dính vào nhau. Làm lần lượt đến hết. Làm xong cho vào lò.
hạ nhiệt xuống 170 độ C, nướng 20 phút. Sau đó hạ tiếp nhiệt xuống 100 độ C, sấy thêm từ 5 đến 7 phút nữa. Tùy vào nhiệt độ của mỗi lò mà các bạn canh chỉnh thời gian cho phù hợp. Bánh chín để thật nguội. Bánh chín có màu nâu vàng. Nhìn bánh có những đường nứt nhẹ như thế này là các bạn có thể biết bánh rất giòn xốp. Bánh này là sự kết hợp hoàn hảo giữa độ béo ngậy của bơ, vị thơm của dừa và vị bùi của hạnh nhân, rất xứng đáng để các bạn thêm vào menu các món bánh ngon nhé. Công thức này An làm được 40 bánh. Nếu các bạn đang tập tành làm bánh thì các bạn có thể chia đôi công thức để làm cho dễ nha. Bảo quản trong hộp kín dùng dần hoặc biếu tặng trong các dịp Noel lễ Tết là hết ý luôn. Chúc các bạn thành công! Đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi An nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!